Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 tháng, từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh Bạc Liêu sẽ phối hợp lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Trật tự đồng loạt ra quân tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, cơi nới thành thùng, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành gây cản trở giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, phòng chống đua xe trái phép, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, kết hợp công tác tuần tra kiểm soát với tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nói chung, người vi phạm nói riêng để từ đó hạn chế đến mức thấp nhất tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp làm dừng làm giảm tai nạn giao thông thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức đoàn kiểm tra các điểm đen, điểm nóng về giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Qua khảo sát, Ban An toàn Giao thông đã đề xuất các địa phương thực hiện một số công trình kỹ thuật như xây dựng dòng xoay, gờ giảm tốc và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu để ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bạc Liêu, thời gian gần đây, hệ thống hạ tầng giao thông trong tỉnh ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống giao thông đang xen nhau cũng tạo nên một số điểm giao cắt có tình hình giao thông phức tạp. Tại điểm giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng và đường Trần Quỳnh thuộc địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu, do chưa có đèn tín hiệu giao thông nên thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, trong đó có nhiều vụ nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã có văn bản kiến nghị với khu quản lý đường bộ 4, Chi cục Đường bộ Việt Nam lắp đặt đèn tín hiệu giao thông. Trong những ngày qua, đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng, sớm đưa công trình đi vào khai thác, đảm bảo giao thông đi lại của người dân và các em học sinh trước thềm năm học mới. Thì hiện tại thì công tác đến giờ phút này thì lắp đặt xong trụ và cáp, chuẩn bị đấu nối để đưa vào hoạt động cho kịp ngày tựu trường học sinh của năm học mới và đồng thời để chào mừng ngày 2 tháng 9. Còn tại điểm giao nhau giữa đường Hàm Nghi và đường Cao Văn Lầu thuộc phường 5, thành phố Bạc Liêu, theo người dân ở khu vực này phản ánh, tuyến đường Cao Văn Lầu có lưu lượng phương tiện giao thông đông đúc, nhất là vào những ngày cuối tuần. Người điều khiển phương tiện khi di chuyển từ đường Hàm Nghi sang, nếu thiếu quan sát và không giảm tốc độ, sẽ dễ xảy ra tai nạn giao thông. Sau khi hệ thống đèn giao thông ở vị trí này được lắp đặt, đảm bảo an toàn giao thông, người dân rất an tâm mỗi khi đi lại. Cũng như lúc trước như là cái dạng người ta chạy, người ta cũng không để ý là chạy nhanh á, rồi cũng bị quẹt hoài à, cũng có thường thường vậy đó. Nhiều khi trong đường nó đâm ra gọi trên chạy xuống là làm cái ẹt vậy đó. Bởi vậy mà mới gáp cái đèn này đó. Bà con cô bác người ta cũng mừng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh Bạc Liêu đã có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các địa phương để kịp thời xử lý các điểm mất an toàn giao thông. Đối với nút giao thông có liên quan đến sự quản lý của chi cục đường bộ cũng được xem xét giải quyết. Thời gian tới, ban sẽ phối hợp với các địa phương để tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm, khu vực, nút giao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để tiếp tục có những biện pháp khắc phục. Và hiện nay chúng tôi đang phối hợp với văn phòng quản lý đường bộ 4.6 thuộc khu quản lý đường bộ 4 khảo sát cái nút giao giữa quốc lộ 1 với cái đường tỉnh cầu Sập Ninh Quế Ngang Dừa. Tại nút giao này rất là phức tạp và chúng tôi đang thực hiện các bước để xin chủ trương để đầu tư đèn xanh đèn đỏ tại cái nút giao này để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra chúng tôi cũng vừa khảo sát cái đường Vĩnh Mỹ Phước Long tại cái chỗ cái cống ngăn mặn. Cũng vừa rồi cũng xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng. Chúng tôi cũng là thực hiện các cái giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông như là sơn gờ giảm tốc, lắp đèn vàng như biển cảnh báo nguy hiểm ở tại những cái khu vực này. Thành phố Bạc Liêu là trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh, có mật độ dân số đông và phương tiện giao thông di chuyển cao. Việc lắp đặt các hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường là việc làm cần thiết, giúp người dân đi lại được dễ dàng và an toàn, góp phần làm giảm tai nạn giao thông.